Vâng, xin chào bác Trần, bác đã trở lại với trang ký của Kính Xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh em đến nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video nút biểu tượng quả chuông. Để tránh mất thời gian em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay em có kênh Amo Ba Răng, bản lấy kép size 140, cầu to, cầu đều, bản to, bản đều. Rất mới, rất đẹp nhé, nguyên toàn bộ nhé. Con chuột này chuôi nâu rất là hiếm. Dòng chuôi nâu hay chuôi đuôi màu rất là hiếm nhé. Rất mới, rất đẹp này, bản chân bản đều này. Các bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Các bác cả tỉnh ở xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình hợp lý ví gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Giá cái là 7.800.000 hay gọi là 7.800k, giá là 7.800 hay gọi là 7.800k. Các bác mùa đông mua bác các nên lựa chọn những món lâu năm nó có thương uy tín ở Hà Nội và Sài Gòn. Em và số anh em chưa đồ cổ, mua bán đồ cổ là hai mấy năm, ba mấy năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm đã được khẳng định lên cái giá trị thương hiệu rồi. Bởi vì sao? Vì ngày nay rất nhiều đội số họ bán qua trang mạng xã hội là không địa chỉ, không điện thoại, kể cả có địa chỉ, có số điện thoại nhưng địa chỉ nơi nhà nơi đó là địa chỉ ma đấy. Sử dụng sim số khuyến mại, sim rác rất là nhiều, kể cả số tam quy tứ quý nhân đuôi 38, lừa rất nhiều người, kính giảm chẳng hạn như kính đòn gánh, kính chữ H mà có 3 triệu, mà kính cơn bọc ngoài đầu mà có 1 triệu đến 2 triệu. Ảo, dởm, giả, nhái đấy. Các bác hết sức cảnh giác cao độ nhá. Mua bán một sự tỉnh nhà có làm sao mà em vạn được, đó là kinh nghiệm bán trong nước ngoài nước của em từ xưa nay rồi. Đấy. Amo Ba Răng bản lời kép size 140, có giá là 7.800 hoặc là 7.800k. Các bác biết là kênh của em triển khai hơn 6 năm rồi mà có 2.000 người đăng ký kênh. Mà trong cái đó những đội xấu kia họ triển khai có 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm mà đã 10.000, 20.000 người. Bởi vì nó đối tượng nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like để được đăng ký kênh, theo dõi một cách chóng mặt chóng mặt đấy. Sử dụng sim số đẹp, thật ra đó là sim số sim rác thôi, tam quy tư quý cũng chỉ là sim rác. Bởi vì sao? Bởi vì đối tượng đó khi mà lừa được vài triệu nó bỏ trang bỏ kênh, mặc dù cái trang đấy, cái kênh đấy lượng follow rất nhiều, 22.000 người, thậm chí là mấy chục nghìn người. Em chứng kiến rất nhiều người anh em bị rồi, rất nhiều người bị dính, bởi vì có đối tượng là bán lừa túi sách khoảng gần gucci gần 100 triệu ở Sài Gòn quận 7 đấy, nó bỏ trang vào kênh mà lượng follow của nó mấy chục nghìn người, sử dụng sim số đẹp luôn đấy, số tam quy tứ quý luôn. Em không tiện nói số nên em biết là số đó đều là đuôi 38 hay là đuôi 3 con 2, 3 con 6, 3 con 9 hay tứ quý 5 hay là quý 3, rất hay sử dụng số đó. Nó cứ bán số khác, nó lại mua số lại, xong rượu với mình cũ, rất là nguy hiểm. Còn bên em mua bán nó rất là rõ ràng, rành mạch, chi tiết. Chẳng hạn ví dụ nha, mua bán này, bác nào chuyển khoản, bác ship, bác nào chuẩn thì xuyên cốt thì vui lòng đặt cọc 100k, xuyên cốt cũng là giao hàng không tiền, đấy rất rõ ràng nhá. Về thời gian bán hàng cũng rất là rõ ràng, từ 7 giờ sáng 23 giờ đến từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện điện thoại tránh tình trạng đơn xuất quá gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa, và đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và bản thân. Đấy, các bác nhấn điện thoại trước nhá, bởi vì nhiều khi đến đơn xuất quá thì em đi vắng, có những bác đến 2 ngày là 2 lần liền không gặp em, có bác đến phải chờ 1-2 tiếng. Bởi vì đã đến đột xuất quán, cứ điện thoại, bởi vì em đã làm công việc hành chính về thiết bị tế và dược, có những hợp đồng, có dự án, em rất là bận, cho nên là cái điện thoại để em xác định, em lắng nghe và thấu hiểu tư vấn của vấn chuyên sâu đồ cổ xưa, đấy là giá trị cực lớn. Mua bán là những shop mua bán đồ cổ xưa lâu năm không uy tín thì luôn luôn được đảm bảo pháp nhân pháp lý. Amo Ba Răng bản lề kép sang 140, cầu to, cầu đều, bản đều, bản trơn, bản đẹp nhá, còn rất là mới, nguyên toàn bộ đồ mới trên 90% và 95%, có giá là 7.800.000 hoặc là 7.800k. Vâng, phim ngày nay đến là kết thúc, xin chào, hẹn gặp lại phiên sau.